Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 61. Nhân đức khi ở trong chùa không mà có nhiều Phật tử, khi họ đến có những người họ gặp mình, họ nói về những việc lợi ích họ khi hành trì pháp môn Tịnh Độ, nghe những đức giảng mỗi ngày sự lợi ích nó lớn quá. Và có nhiều người ta gặp những đức mà người ta mừng rơi nước mắt, mừng vì những cái việc chia sẻ đơn giản và phương pháp tu tại gia họ đã áp dụng được lợi ích rất lớn, cực kỳ lớn. Và nhiều người gặp những đức nói tính khí của họ càng ngày càng hiền bớt lại, lúc trước thì đụng cái là câu có khó chịu, nhưng bây giờ thì nhẹ nhàng, ít có giận hờn bực bội ai để trong tâm nặng nề. Mình nghe mình mừng quý vị. Và cái điều mà nhiều người cũng gặp những đức nói rằng: thầy ơi, như nãy mới có cô này cũng gặp những đức mừng, cô nói thầy ơi, cô nói câu này thầy đừng có buồn nghe thầy. Những đức nói gì đâu buồn, cô có sao nói gì thôi, buồn gì. Thầy biết rằng con gặp Phật pháp cũng mười mấy năm, chắc là trước thầy. Con đọc sách nhiều lắm, đọc sách rất là nhiều. Rồi đọc những quyển sách Đường Xưa Mây Trắng, đọc nhiều lắm. Nghe Pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng, nghe Thiền Đạo Đại Sư, nghe nhiều lắm. Lúc trước mà khi con nghe thầy giảng, thầy, con không chịu, không thích. Con thấy thầy giảng sao đờ quá. Đờ quá. Xong con nghe, con nghe những vị cao tăng, rồi sao con cứ thấy chùa thầy càng ngày càng đông. Thầy nếu giảng đờ quá, không giảng thì sao mà văn tự nghe thô, nghe chói tai, không thích. Mà cái lượng người đến nghe ông sao đông quá, càng ngày càng rất là đông. Xong rồi con quyết tâm con nghe thầy thử. Khi con nghe thầy kỹ thì trong cái giảng dẫn dắt của thầy lại nói xác thực và ra cái căn bệnh của chúng sanh. Con nói gì đó, con nói là những cái đoạn văn mà thầy giảng mà giống như dẫn dắt như đời, mới nghe thì không hiểu, tưởng đâu như thầy giảng đời quá. Khi không thích rồi mình không chú tâm thầy. Khi con nghe kỹ rồi con thấy thầy dẫn dắt nó xác thực trong cuộc sống, và nó vạch ra căn bệnh của chúng sanh ở trong đoạn giảng của thầy. Từ cái điểm chỉ điểm nhấn mạnh của thầy, từ tâm kiêu ngạo ngã mạn, từ tính khí giận hờn so đo, con nghe cái bừng tỉnh thật sự với thầy. Từ khi con nghe thầy giảng được, con áp dụng sự lợi ích cực kỳ lớn. Cô gặp nhà đức cô nói rõ ràng như vậy.
Mà không phải một người đâu quý vị, mà nhiều người. Nhiều người họ gặp những đức họ đều nói cái câu mà ban đầu vừa nghe như đức giảng không thích. Nhiều người đều nói gì đấy quý vị. Người ta thì thường gặp ai cái ban đầu là thấy cảm mến. Còn gương mặt nhân đức thì người ta mới gặp ban đầu người ta thấy không cảm mến. Nhưng mà được cái nhân viên nhận đức ấy, nó trên mạng nhiều quá. Và cái lượng người mà nghe nhà đức giảng đông quá. Nên bắt buộc người ta giống như người ta phải tò mò để mà nghe như thế nào mà kỳ như vậy. Vì mà nghe dính. Nên quý vị biết rằng là Phật Pháp bây giờ hóa độ càng ngồi ngẫm nghĩ. Chúng sanh chúng ta giờ tạo nghiệp nhiều. Nên trong kinh Đức Phật đã nói khởi tâm vọng niệm của chúng ta ở cõi Diêm Phù Đề này toàn là địa ngục. Khởi tâm vọng niệm của chúng ta ở cõi Diêm Phù Đề này địa ngục. Ghê không? Cái tạo nghiệp con người ta lao đến nhiều lắm. Vì để ý đi. Nên những đức phải đi vào trong cuộc sống. Đi vào trong cuộc sống. Hiện tướng lạ hơn người một chút. Đa phần ta giảng pháp nhẹ nhàng. Nhìn quan hỷ. Những đức thì giảng pháp cái mặt như con kinh kênh. Hơi lạ thường quá. Nhưng khi người đã nghe được những đức giảng thì ngộ thay. Khó nghe người khác. Vì cái đô mình nó mạnh quá. Thẳng quá. Quyết đoán. Gây dựng tính nguyện. Nên nhiều người khi nghe được mà hành trì là lợi ích. Cực kỳ lớn luôn. Sống vui, sống an lạc, sống tự tại. Ít bao giờ nặng nề buồn phiền ai để trong tâm. Những sự nặng nề gì cũng cởi mở ra được. Giống như có một cái chú này. Ông mà. Bởi vì Đức từng nhắc nhở quý vị. Cái việc á. Đi hộ niệm cho người là nó tốt. Nhưng cái kiểu mà nam nữ đi. Có vợ có chồng. Rồi đi hộ niệm đi lang thang. Chạy xe vòng vòng đi hộ niệm. Đêm hôm. Nguy hiểm. Có chú này. Đạo tràng cũng có đạo tràng hơn 30 người. Có người bạn cũng thăng. Vậy đó mà. Đến niệm Phật đồ. Đến hỗ trợ đạo tràng tu tập. Vậy mà cuối cùng người bạn nó dính với vợ của người này. Người này khi biết được. Hụt hẳn. Buồn khổ vô cùng. Nên những đức nói với vị nghe gặp được Phật Pháp cố gắng an cư lo niệm Phật, đi đến đâu tu tập thì rõ ràng có phương hướng, đừng có đi đầu này đầu kia nhiều quá. Còn người trưởng ban đạo tràng hộ niệm thì phải có cách sắp xếp như thế nào cho phù hợp. Không khéo cái vụ nó xảy ra phiền phức. Nên ngày chú An Sĩ ngày dạy cho nó kỹ. Gia đình có điều kiện mướn người làm từ nam nữ phải khéo léo. Ở trong nhà của mình, nữ trẻ quá thì sợ chồng mình, nam trẻ quá sợ vợ mình. Bạn bè đến nhà chơi thường xuyên, có khi mình đi vắng bạn cũng được đi đến nhà. Vợ con mình. Đó là cái. Hết sức cẩn thận. Phiền phức. Thấy không? Giờ chú này bế tắc. Rồi xong nhà Đức đứng nói chuyện ở nhà ăn. Rồi xong rồi dính luôn có một cái ông. Lỡ cộng tu. Lỡ chào nhà Đức về khóc. Thằng ông mà nhìn thấy tội nghiệp quý vị. Cũng râu ria mà nhìn. Con mắt bên đây hơi bị hư. Lỡ nói
thầy giảng ngay bon con luôn, thầy ơi con cũng vậy luôn, vợ con bỏ con đi làm để tiền chút đỉnh ở nhà, vợ con bỏ con đi theo người khác, ôm tiền đi hết luôn, con của con đi theo nó luôn, bây giờ con bị vợ con bỏ hết rồi. Khổ quá, nhờ con nghe thầy giảng mà con cởi mở tâm tư. Tự nhiên mình nhìn người đàn ông gì mình thấy tội nghiệp ghê vậy. Khóc. Xong những đức nói, thôi mình là đàn ông, mình không có bỏ người ta, mà người ta bỏ mình thì thôi, còn sống thì mình cũng phải sống thôi. Từ hôm nay cố gắng niệm Phật nghe không? Niệm Phật. Nghe những đức giảng đó. Giờ mình thiếu nợ người ta nhiêu đó mình trả xong rồi, giờ chú lo niệm Phật, nghe pháp, tu hành. Đừng cứ vợ nó nghe coi chừng bị ta bỏ nữa. Nó già con không cứ vợ đâu, 50 tuổi rồi, nghỉ. Xong những đứa thấy tội nghiệp quá, những đứa cho máy nghe pháp, máy niệm Phật. Thấy cũng khổ, bỏ vô bao thư cho tiền xe về. Nhiều hoàn cảnh lắm quý vị ơi. Nên có nhiều người nói, ủa thầy giảng pháp sao thầy giảng đời nhiều quá, vì đời khổ quá mà. Lấy từ chỗ đó để đem Phật pháp vào. Nên những việc những đức làm có nhiều người, người ta nói vào phản cảm đâu này kia tùm lum, nhưng mà từ từ rồi bản thân họ cũng không biết xã hội này như thế nào để không phản cảm. Nên cái đặc biệt nhất của chúng ta là sống mỗi ngày có niềm vui. Nhìn những đứa bận một bộ đồ màu hồng thì thấy chuyện đó lạ thiệt mà đúng quý vị, chứ từ xưa thì chưa từng thấy vụ này đúng không. Những đứa nói một là điên, còn hai là giác ngộ cái gì đó. Thì những đứa thì chắc là điên chứ không có giác ngộ, cứ nói là điên đi. Bận bộ đồ màu hồng nhìn ai thấy cũng mắc cự. Quý Phật tử hiểu thì nhìn thấy mắc cự vui lắm. Còn những người không hiểu thì nói chắc bực khùng. Còn những người không hiểu nữa thì nói ông thầy này ăn diện ghê quá. Mà ăn diện không, nhìn coi không được. Đúng không? Lại mai đồ cho tất cả chúng trong chùa các cụ, đồ màu hồng. Nhìn mấy bà cụ già rực rỡ. Trong cuộc đời này, quý vị bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi quý vị. Chúng ta quá nhiều thứ bị câu thúc rồi. Khổ vì một gia đình, khổ vì vợ, vì chồng, vì con. Khổ vì nhiều thứ mà bản thân mình ít có bao giờ có được những giây phút hồn nhiên tự tại. Gánh vác vào một gia đình tạo ra cho mình một cái nặng nề khổ. Nhiều thứ chúng ta bị dư luận để buộc ràng. Còn trẻ thì cực khổ, lớn lên chút thì nói có con cái lớn rồi, bận đồ gì chút cũng bị người này nói này người kia nói nọ đủ chuyện. Còn khi mình thiếu cơm ăn áo bận thì cũng không ai cho mình ăn. Nghèo thì có khi bị cười, giàu quá thì cũng có người soi bói, đúng không? Thì coi cái cuộc đời nó đa dạng. Bao nhiêu người thích thì cũng có những người không thích. Người thích nhiều, người thích ít. À, người ghét nhiều, người ghét ít. Đủ chuyện trong cuộc đời. Nên quý vị ở trong cái dư luận cuộc đời này mà nhìn ra cái cõi đời giả tạm thì đúng. Sâu sắc trong Phật Pháp. Những đức có khi nghĩ đến cái cuộc đời này, một là thuận duyên thì chắc chắn là dễ giúp rồi, thuận duyên. Còn nghịch duyên thì moi móc ra tìm luôn. Dùng đa dạng phương tiện từ hình tướng giống điên điên khùng khùng để mà moi móc những cái nghịch duyên ra một lúc trong cõi đời này. Đời này giải quyết cho xong phước cho rõ, khỏi kéo dài dòng do tam quắc. Thà đòi nợ đòi lúc còn khỏe phước cho rõ, đừng có lúc cặn tử nghiệp hay lúc nó thất thế xa cơ. Lúc thất thế xa cơ mà nhiều con nợ đòi nữa thì giống như đói bụng mà còn bắt giác thêm nặng.
Nên là những đức thì mỗi người có cái cách khác nhau. Ghi bản thân những đức thì giờ thấy mình đang đương thờ, đang khỏe, đang có vốn. Thuận duyên thì giúp thuận duyên, nghịch duyên thì moi móc ra hết, giải quyết xong phức cho rồi, để chúng ta phơ phớ đi về thế giới cực lạc. Khi về cực lạc rồi, thuận duyên họ chưa về cực lạc mình cũng dễ giúp, mà nghịch duyên thì mình cũng đến giúp được luôn, vì mình đã trả họ cũng nhẹ bớt à. Nên khi trở lại gặp nhau trong cái nghịch duyên, riêng bản thân mình lúc nào cũng thấy thuận, tại vì đã trả rồi. Nên quý vị biết rằng là một bộ đồ thôi không nói lên gì. Có những người mặc bộ đồ kín đáo mà tâm địa lại ác, có những người mặc bộ đồ hở hang mà tâm địa lại thiện, có những người mặc bộ đồ rất đúng đạo nhưng lại làm sai, có những người mặc bộ đồ không đúng đạo gì mà lại làm việc lợi ích trong cuộc đời. Bộ đồ không nói lên gì, hiểu không? Gương mặt, còn có người thì phê phán về gương mặt rất gì, rất là quyết đoán, chỉ nhìn qua gương mặt là đã đoán quyết định người đó là như vậy, không vừa bụng, không vừa lòng, không vừa ý. Nhưng bao nhiêu con người trong cuộc đời này cũng vì những gương mặt hiền thiện mà đã bị mất cả trái tim, có không quý vị? Bao nhiêu gương mặt hiền thiện quý vị đã lầm lạc về họ. Có nhiều người còn nói một câu: tôi đã lầm với bộ mặt của ông, thấy không? Có không? Bao nhiêu cái bộ mặt sở khanh trong cuộc đời đến với mình, nó ghi hai chữ anh dễ thương, ghi mấy chữ anh dễ thương, để trên trán quý vị mê mẩn. Cuối cùng nó lấy cả trái tim quý vị, lấy cả tình lẫn tiền, rồi lấy luôn trái tim xách đi. Cũng là một gương mặt dễ thương. Quý vị coi trong cuộc đời này nhiều không quý vị? Nên chúng ta đừng nên vội vàng phán đoán một gương mặt bên ngoài. Nên á, những đức trong cuộc đời này thì có gương mặt cũng không có thấy tình cảm dễ thương gì, giảng pháp cũng nhìn thấy dễ phản cảm. Nhưng cho người ta cảm nhận từ từ còn hơn là vừa gặp mà mơ kết liền, kết liền dễ thất vọng. Cho họ cảm nhận từ từ, cảm nhận từ từ vẫn thích thú hơn quý vị. Nên làm nhiều cách. Như hồi sáng, bữa sáng thứ hai nấu ăn xong, mấy anh em tập trung lại ngồi niệm Phật, ngủ gục niệm Phật, niệm lớn quá trời luôn, niệm bữa đó mà muốn đau cổ luôn, những đức niệm quá trời niệm. Trong lòng nghĩ rằng niệm lên chắc là cái buổi đó chắc họ cũng cắt, họ đưa lên dữ lắm trên TikTok, hoặc là những cái trang câu like cũng cắt đưa lên nhiều, thấy lạ. Thì người thuận duyên thì vô bấm tim đồ quan hỷ, người mà nhiều đời nhiều kiếp nghịch duyên thì dùng phương pháp đó moi ra, moi đem ra hết. Khi được chịu like rồi cho người ta vừa kiếm tiền được, mình thì moi hết ra, nghịch duyên ra chữ mình mà đem câu Phật hiệu đi nhét vào trong tâm thức của họ, để cho bản thân của họ được gieo cái câu Phật hiệu. Còn riêng họ thì mình thiếu nợ bị chửi thì moi ra, để tìm moi ra để chửi cho xong món nợ này, dùng cái tâm niệm Phật trả lại cho họ. Cách này ít ai dùng quý vị, đúng không? Ít ai dùng. Thật sự muốn về thế giới cực lạc, thật sự muốn về thế giới cực lạc. Nên trong cuộc đời này thì bạn bộ đồ đẹp, đều đẹp quá, bộ đồ màu hồng thầy bạn lên phản cảm quá, như là phản cảm gì bộ đồ, không có nhận thức được lời giảng pháp, chỉ có hình thức bên ngoài là thích hay là ghét thôi, đúng không? Hình thức bên ngoài mà nó theo thời gian cũng tan biến hết thôi. Cái đặc biệt là tâm tư chúng ta giữa con người đến với con người, quý vị à. Bộ đồ không nói lên gì đâu. Như đức ngày xưa quý vị biết rằng là bộ đồ nào mà hơi lạ cái là không bao giờ bằng. Nhưng đức bây giờ trừ ở chuồng thì ngoài đường thôi, nếu đạt đến trình độ đó nữa thì đúng là cao thủ luôn. Nhưng đức có đọc một cái đoạn sách tu thiền, có một công đoạn mà ông này đạt cái trình độ tự nhiên ông là hiện tướng giống như điên khùng,
cởi quần trần truồng trước mọi người, nhảy quá trời nhảy luôn. Sau này vị đó trở thành bậc thiền sư, kinh không? Đó là như thế, có đọc đoạn sách đó rõ ràng, kinh khủng thiệt chứ. Nghĩa là họ trước cái thương ghét và trước cái thượng nghịch như như bất động, không còn vấn đề gì, họ chỉ là giữ được chính tâm họ. Đúng là kinh thiệt. Càng tu nhận đức thấy, ủa đồ đạc, hình ảnh bên ngoài chưa nói lên gì. Thêm một cách nữa, mình có tiếng tâm, mình đưa mình ra như vậy, giống mình lên được, mình đi xuống lại được. Sau này một ngày nào cái có tác dụng phụ gì, đỡ tối đa gì cái việc quý vị hụt hẳn. Nếu như những đức vẽ tranh nó quá đẹp, lỡ cái chuyện gì xảy ra, con người ta sẽ treo cổ tự tử hoặc nhảy lầu, quá đặt vào con người này ghê gớm quá. Nếu như quý vị có thể nghe những đoạn quan trọng áp dụng thì đặc biệt quá. Thật sự mà nói, những đức đến với cuộc đời này, những việc mình làm cảm thấy cũng mừng, nhất là việc nuôi người già. Nên những đức thường nói với những anh em trong chùa, dạy người thì nói chữ cảm ơn, nhưng con người mà biết cảm ơn điều đó cũng có phước duyên lắm mới biết cảm ơn. Hãy làm những việc mà bản thân mình làm cho tốt đi, đừng có đặt vấn đề người ta có cảm ơn mình hay không. Dạy thì cứ dạy, chứ không phải kêu người ta quên ơn bội nghĩa. Giống như ba đời chư Phật dạy đoạn ác tu thiện, nhưng ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nói là con người thích đoạn thiện làm ác. Ngược lại, việc thiện thì cứ dạy, cứ hứa, nhưng chúng ta cứ làm việc thiện. Còn họ có cảm ơn hay không cảm ơn mặc kệ họ, cứ thương yêu lo lắng, cứ quy tắc gì làm việc thì nghiêm túc đàng hoàng. Nên mong những người trong cuộc đời này, vợ bỏ chồng bỏ hay khổ đau hay bị sự cố gì trong cuộc đời, những đức xin chân thành phiên quý vị, hãy giữ chính mình và hãy sống cho thật là tốt. Hãy tin sâu nhân quả, ăn tổ dạy mình tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Đừng bao giờ trong lòng nặng nề rằng tôi đã đến với người hết lòng, tại sao người đến với tôi như vậy, tại sao? Đừng nói hai chữ tại sao, nói hai chữ đó sẽ bị bế tắc lắm. Tại vì ta đã gieo nhân đó thì quả đó đến với ta. Gieo nhân gặt quả, trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, nuôi gà ăn gà, mà nuôi vịt ăn vịt. Nhớ nghe quý vị, đừng có nên nặng nề, đừng có nên nhìn cái hình bên ngoài dễ phán đoán. Hãy sâu sắc tìm hiểu cho kỹ lưỡng đàng hoàng, hãy quyết định và kết luận. Nên mong mỗi một người được đi đến ngôi Tam Bảo chúng ta tu tập, quý vị nên cảm nhận sâu sắc vì một đời người. Buổi sáng thứ hai có tiếp một cái bà cụ, bà có 4 đứa con, 3 trai 1 gái. Bà gặp những đứa bà khóc, bà nói rằng con trai cũng chửi, con dâu cũng chửi, con sống không nổi thầy ơi, thầy giúp con. Những đứa hỏi vì bà đi tu con mà có biết không? Bà nói nó không cần ngó ngàng đến đâu thầy, con muốn đi đâu con đi, thầy có cho con ở không thầy? Những đứa nói cho bà ở. Bà hỏi con có cần đóng tiền, con có lý do gì không thầy? Những đứa nói cho bà ở không, bà có giấy chứng minh, bà chỉ mong một điều, bà cố gắng niệm Phật theo sự sắp xếp của quý thầy, đó là đủ rồi. Mong bà cố gắng niệm Phật, cõi đời này khổ đau lắm, bà niệm Phật đi. Muốn bán khổ thì chỉ có niệm Phật, sanh về cực lạc mới bán được cái khổ. Nhớ nghe bà cụ, chúc bà an lạc nha. Và cũng chúc tất cả những người già khắp nơi nữa, có khổ gì vì con, vì gia đình bị bỏ rơi, mong rằng dù ở nơi nào cũng cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Còn những người nhìn hình tướng những đức có những cái không vừa bụng, những đức cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị có thể tiếp nhận Phật pháp niệm Phật. Một ngày nào tự nhiên bừng tỉnh niệm Phật, nhờ chủng tử được gieo đó, mong quý vị quay lại chủng tử niệm Phật, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chúc quý vị an lạc, và chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc.
A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.